Vũ nữ Ameona. Nhanh, nhanh qua quán rượu qua anh đào đi. Ở đó nghe nói có vũ nữ Ameona xinh đẹp lắm đấy. Tôi cũng nghe đồn đã lâu. Bao nhiêu người muốn có được nàng ấy mà chưa chinh phục được. Vũ nữ Ameona sao? Từ lúc trở về thị trấn, đúng là mình nghe người ta đồn thổi nhiều về vũ nữ này. Tò mò quá, xem chừng mình cũng phải đến đó tận mắt kiểm chứng mới được. Kìa, là ngài Thu Bê phải không? Đúng là ngài ấy rồi. Quả nhiên là khôi ngô quá. Hay nàng là... Chào ngài Thu Bê, tôi là Misa ở tiệm trà mùa xuân đây. Chẳng phải ngài cũng có ghé qua ở bên em cả tối qua đó sao? Ngài quên nhanh quá. À, ta nhớ rồi. Chào nàng, đêm qua ta đi vội quá nên chẳng kịp tạm biệt. Ngài đi đâu mà vội vậy? Sao không đến thưởng trà cùng chúng em chút đi? À, tiếc quá, ta lại đang có chút việc. Hẹn hai nàng khi khác nhé. Vậy sao? Thế ngài nhớ thu xếp ghé qua thăm chúng em nhé. Chúng em sẽ đợi ngài. Nhất định ngài phải tới đó nha. Nhanh, nhanh đi. Sắp đến giờ biểu diễn của Ameona rồi. Chà chà, quả là lời đồn không sai. Vẻ đẹp của Ame đúng là nghiêng nước nghiêng thành. Đôi mắt sóng sánh, dáng dốc căng tràn sức sống. Điệu múa mới uyển chuyển, ngọt ngào làm sao. Quả là điệu múa tuyệt vời. Ameona đúng là nhất. Ước gì tôi có được nàng ta. Phải tranh thủ làm quen với Ame mới được. Nàng là Ame, tôi là Tô Bê. Thật hân hạnh được làm quen với nàng. Xin lỗi, đã hết giờ biểu diễn rồi thưa quý khách. Ồ, tôi chỉ muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ thôi. Nàng có muốn đi uống với ta một tách trà không? Cảm ơn tấm thịnh tình của chàng, nhưng tôi đang hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Từ trước đến nay, mình muốn gì là được nấy. Phụ nữ ai cũng phải theo đuổi mình. Thế mà cô gái này, mình nhất định phải có được cô ta. Ame, có một người đàn ông gửi cho cô bó hoa này. Người đó là ai thế? Chàng ta tên là Tô Bê thì phải. Nhất cô nha, chàng ta vừa đẹp trai vừa hào hoa. Tôi nghe nói nhiều cô gái trong thị trấn này chết đứng đường vì chàng ta đấy. Tô Bê ư? Hóa ra là chàng ta. Thời gian sau. Ameona, thời gian qua chắc nàng cũng đã hiểu tấm lòng ta rồi chứ. Ta thật lòng muốn dành cả đời này để mang hạnh phúc đến cho nàng. Hãy làm vợ ta nhé. Hôm nay Thô Bê đã hứa sẽ về sớm rồi mà. Sao giờ này còn chưa về nhỉ? Trời bắt đầu lạnh là mình lại bị ho rồi. Trước kia chàng ấy quan tâm mình, chăm lo cho mình từng chút một. Nhưng từ khi cưới xong thì chàng ấy thường xuyên vắng nhà. Gần đây mình còn nghe đồn là chàng ấy hay gặp gỡ một người phụ nữ khác. Nhưng chắc chỉ là đồn thổi vô căn cứ thôi. Tô Bê không thể là người như thế được. Tô Bê, chàng vừa đi đâu về thế? Chàng không biết em đang đợi cơm ở nhà sao? Ta bận chút công việc. Nàng không thấy ta về thì phải tự biết đường mà ăn trước đi chứ. Chàng nói thế sao được? Đã là vợ chồng thì phải ngồi ăn cùng nhau chứ. Dạo này trời hay mưa về ban tối, chàng dầm mưa cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Rồi rồi rồi, càng ngày nàng càng nói nhiều rồi đấy. Sao nàng không dễ thương yêu kiều như đó qua ở quán rượu qua anh đạo ngày xưa nhỉ? Hey. Em giờ đã làm vợ chàng, em cần lo lắng cho chàng chứ. Hey, ta chẳng muốn nói chuyện với nàng nữa. Ta đi chợp mắt tí đây, nàng cứ ăn trước đi.
chàng ấy đã thay đổi quá nhiều từ bao giờ rồi. Sao chàng ấy chưa về nhỉ? Hay gặp chuyện gì rồi? Mình lo quá. Chắc mình bị thấm lạnh rồi. Đau đầu quá. Hả? Cô là... À, hóa ra đây là Ame, người vợ xinh đẹp của ngài Tobe đúng không? Ngài Tobe đây có chút quá chén nên tôi đưa ngài ấy về. Kìa, Michiko, nàng hứa ở với ta cả đêm nay cơ mà. Michiko, rót thêm rượu cho ta đi. Ôm lấy ta đi nào. Cô là gì của Tobe? Chả giấu gì cô, tôi là vũ nữ ở tiệm trà mùa xuân, người tình của chàng ấy. Chàng ấy nói sống với cô giờ đã phát chán lên rồi, chỉ khi gặp tôi thì chàng ấy mới có những phút thư giãn vui vẻ. Thôi, giờ tôi trao trả Tobe cho cô. Cô liệu mà lo cho chồng mình đi. Michiko, ở đâu mà lạnh thế này? Đóng cửa phòng lại đi, đắp chăn cho ta với. Thôi nào, về đến nhà rồi Tobe, tỉnh lại đi. Tobe, chàng đã phản bội ta. Kìa, cô Ame, cô sao thế? Không lâu sau, vậy là cũng đã qua 100 ngày của cô ấy. Giờ thì mình cũng đã được tự do rồi. Gì thế nhỉ? Ai lại đến vào giờ này? Cứu tôi. Xem kìa, cậu Tobe qua đời rồi. Kỳ lạ thật, lúc phát hiện cái xác, thấy mắt cậu ấy trợn ngược vì quá kinh hoàng. Hình như là hồn ma dở cậu ấy về trả thù vì bị phản bội đó. Đúng 100 ngày mất của cô ấy mới ghê. Ai chứ cậu Tobe này thì chẳng oan, tràn hòa quen thói, vợ cậu ấy chắc đến chết cũng chẳng vơi được oán hận. Cũng từ đó, vào những ngày mưa, người ta nói rằng thường thấy Ame Ona đứng ở chân cầu thang hay trong góc khuất tối đèn, đợi chờ nạn nhân xấu số của mình đến. Nếu có người đàn ông nào mời nàng dùng chung ô, Ame Ona sẽ bám theo người ấy về nhà, đem theo không khí ẩm mốc của mưa vào trong nhà người ấy, rồi họ sẽ chết vì bệnh tật. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!